Chào mừng toàn thể quý khách hàng thân mến đã quay trở lại cùng với kênh YouTube của xe bánh anh Quân. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh chị một mẫu xe ba gác sử dụng có ben. Thùng của nó thì có thể chở được vật liệu xây dựng, đó, có thể chở trâu bò trái cây luôn, rất là tiện nha. Thì về phần đầu là sử dụng cục 60 ly, đèn led tròn, đó, đèn bọc bên ngoài nó là inox, đồng hồ cũng bằng inox nha. Về phần vai thì sử dụng vai đôi, đó, cặp sắt V5 và có cái góc này, kết nước và quạt gió là mát động cơ. Máy thì sử dụng là máy lon kim thái 200cc, số mạnh 2 tầng, bàn để chân lớn, đó, hai cây vai rất là to nhé. Vai hộp 5-10 dày 2,5 ly. Thùng đồ người inox thì em có để gương và biển số ở trên xe. Bình ắc quy Đồng Nai 12V 20A. Còn về khung sườn này thì nhà em chỉ đi khung sườn U10 dày 5 ly nha. Và có gia cố rất là chắc chắn và kỹ càng để tăng độ bền bỉ nha. Ben thì sử dụng ben treo, ben 3 đốt đầy 3,5 tấn. Bây giờ thì em sẽ hạ ben xuống để giới thiệu phần thùng cũng như là ở dưới cầu xe nhé. Xe này thì em có thiết kế là hàng chỗ để ngồi cho người đi kèm, đó, tay cầm luôn. Không sợ có cái tay cầm này là không sợ bị rớt nha. Đó. Về phần cầu thì xe này là đi cầu vuông. Đó, đi cầu vuông nha, cầu vuông thì nó cứng cáp và chắc chắn rồi. Đó, nhíp thì sử dụng nhíp 11 lá 2 tầng, bắt qua nhíp ô tô. Và về cái phần cật nhíp này em có độ bính rất là dày và có lốc ke 2 con ốc. Đó, tăng cái độ chắc chắn hơn nha. Về phần thùng thì xe này làm thùng là 1m3, dài 1m8 và cao lên 1m. Phúc ơi, thì cái thùng này á, là em thiết kế theo yêu cầu của anh khách, anh quý ở Bến Tre nha. Là cánh hai bên này nó có thể tháo rời được. Thì khi mà mình chở vật liệu xây dựng á, thì mình để cái 50 ở dưới. Còn mình muốn chở rau bò hay là trái cây, mình làm thêm một cái tầng ở trên. Em kêu thợ nó tháo cho anh chị xem. Một mẫu thùng rất là tiện. Đó, chở được tất cả mọi mặt hàng. Mình muốn chở vật liệu xây dựng thì mình để y nguyên như vậy. Còn mình muốn chở trâu bò hay trái cây hay là dừa khô thì mình để cao lên như vậy. Đó. Anh chị nào mà cần mua xe ba bánh về để chở hàng thì hãy liên hệ trực tiếp với cơ sở của em theo hotline là 0845 134 134, thì em sẽ có nhân viên hỗ trợ và tư vấn cho mình để mình mua được những mẫu xe ưng ý phù hợp với lại những mặt hàng của mình chở. Đó, cũng như là để nó phù hợp với lại tài chính của mình luôn. Bây giờ thì em chuẩn bị lên xe tải để sáng ngày mai giao lên Bến Tre sớm. Đó. Bây giờ thì em xin kết thúc video tại đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng ở những video tiếp theo.